Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ thực hiện có những nội dung chính sau. Ghi nhận: chung kết cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022. Phóng sự: Huyện Ninh Hải xây dựng sản phẩm rong nho đạt chuẩn 4 sao theo chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022 với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP. Cuộc thi nhằm phát hiện và hỗ trợ hiện thực hóa các dự án ý tưởng khởi nghiệp của chị em phụ nữ trong tỉnh nhằm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Sau thời gian phát động tham gia, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong tỉnh. Đặc biệt đã thu hút sự tham gia của phụ nữ làm chủ quản lý các doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình phát triển kinh tế. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 41 ý tưởng dự án tham gia. Nhiều ý tưởng dự án đã thể hiện được tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cách thức triển khai trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ở vòng sơ tuyển, ban giám khảo đã chọn 7 ý tưởng vào vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết cuộc thi, đại diện các nhóm ý tưởng dự án đã trình bày ý tưởng, quy trình sản xuất, kế hoạch kinh doanh, marketing, dự báo kết quả kinh doanh, v.v. Sau phần trình bày của các thí sinh, ban giám khảo cuộc thi đã có phần trao đổi làm rõ ý tưởng, phương pháp sản xuất, kinh doanh của các dự án khởi nghiệp, đồng thời gợi ý tư vấn để các ý tưởng dự án đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Kết quả cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022, dự án Không gian xanh với rau sạch thủy canh của chị Nguyễn Thị Kim Anh, Hội Phụ nữ huyện Thuận Bắc đã đạt giải nhất. Tôi được đạt giải nhất trong cuộc thi hôm nay thì tôi rất là vui mừng, và khi đó là tôi cảm ơn Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức cái hội thi Phụ nữ khởi nghiệp. Trong thời gian tới thì nếu được sự đồng hành và hỗ trợ của ban dự án 939 thì tôi sẽ đưa cái mô hình của mình rộng hơn, sản xuất nhiều hơn để đưa các ý tưởng của tôi lên tầm cao hơn và phát triển để cho người dân được thụ hưởng cái nguồn rau sạch an toàn để cho có cuộc sống sống xanh, sống sạch và sống có ích. Lần này thì cũng đã để lại nhiều cái ấn tượng rất là sâu sắc. Nhất là các cái chị em phụ nữ có cái mong muốn được khởi sự khởi nghiệp kinh doanh trong cái thời gian tới. Qua cái hội thi thì các chị cũng đã đem lại những cái ý tưởng sáng tạo mới, dự án mới mang tính rất khả thi và phù hợp với điều kiện môi trường kinh doanh của các chị. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cũng sẽ phối hợp với các cái sở ngành như là Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để rồi tạo cái điều kiện, nhất là vấn đề về vốn phát triển kinh doanh, những cái vấn đề về sở hữu trí tuệ, nhãn mác và các cái nội dung liên quan tới vấn đề khởi sự khởi nghiệp kinh doanh của các chị em. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các ý tưởng dự án mới, mở rộng kết nối thị trường, nguồn vốn, thủ tục pháp lý, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của chị em phụ nữ trong phong trào khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, rong nho là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng bởi hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe và có khả năng giảm các nguy cơ mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, bướu cổ, tim mạch, ung thư. Tuy mới đưa vào nuôi trồng ở các vùng biển Ninh Thuận, nhưng cây rong nho thích nghi và mang lại giá trị kinh tế khá cao. Huyện Ninh Hải là một trong những địa phương đã chú trọng phát triển, mở rộng diện tích trồng rong nho, đồng thời hỗ trợ các hộ nuôi trồng và doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu các sản phẩm được chế biến từ rong nho, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ và nâng cao giá trị cây rong nho. Rong nho là một loại tảo biển có hình dạng giống như chùm nho và còn được mệnh danh là trứng cá muối xanh, được khai thác và sử dụng như một loại rau xanh. Rong nho dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon như salad hoặc ăn kèm với bít tết, thịt rán, thịt nướng.
Ngoài ra, còn có thể dùng để ăn sống ướp lạnh kèm với các loại nước sốt như mù tạt, xì dầu, mayonnaise, sốt mè rang, muối tiêu chanh. Hoặc dùng rong nho để nấu lẩu, nấu canh, nấu chè, trang trí bánh kem làm sinh tố. Rong nho du nhập từ Nhật Bản vào nước ta từ năm 2004. Rong nho có thể trồng trong môi trường tự nhiên, thích hợp ở các vùng biển có độ mặn từ 28 đến 35 phần ngàn. Rong sống ở vùng nước cạn và yên tĩnh, hoặc trong các ao đầm và cả trong lòng trên dây treo ngoài biển. Huyện Ninh Hải được coi là thủ phủ của cây rong nho với diện tích trồng khoảng 15 hectare. Với đặc điểm dễ nuôi trồng ít tốn kém, nên nhiều hộ nuôi tôm đã tận dụng các ao đìa nuôi tôm bỏ hoang để đưa rong nho vào trồng. Hiện nay là trên địa bàn cái của huyện thì tập trung trồng rong nho thì ở chủ yếu là ở cái địa bàn của thị trấn Khánh Hải. Trong thời gian vừa qua thì phải nói là ngành nông nghiệp của huyện phối hợp cùng với lại ban nhân dân thị trấn Khánh Hải và cái chủ thể của cái triển khai cho cái dự án trồng rong nho này ở trên địa bàn thì phải nói là trên cơ sở đó là đứng về mặt quản lý nhà nước, kể cả thị trấn và kể cả ngành nông nghiệp cũng đã tạo hết mọi điều kiện cho bà con. Tất cả trong vấn đề về giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi cơ sở sản xuất, rồi vấn đề mẫu mã bao bì và đồng thời là cũng trong quá trình marketing và hiện nay là cái sản phẩm rong nho này cũng đã được khẳng định của thị trường trong nước và kể cả hiện nay là đang xuất khẩu sang Nhật Bản. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Bảo Tín là một trong những doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ninh Hải tiên phong trong sản xuất chế biến các sản phẩm từ rong nho. Với quy trình sản xuất hiện đại, khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm rong nho tách nước Okibudo của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Bảo Tín đã có mặt tại các chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc như Aeon, Imax, Co-op, Bách Hóa Xanh và xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các quy trình để sản phẩm rong nho tách nước đạt chứng nhận 4 sao theo chương trình OCOP cấp tỉnh. Quy trình sản xuất của rong tách nước á, thì với cái rong tươi như thế này được tuyển chọn rong tốt nhất, có chất lượng tốt nhất, màu sắc đồng đều sau khi được xử lý thì công ty sẽ đưa vào trong cái môi trường muối mặn ở cái nồng độ muối bão hòa. Thì khi mà rong tươi gặp với lại cái dung dịch muối bão hòa đó thì nước, phần nước tự do ở trong rong nó sẽ được tách ra ngoài, thì cái rong là nó sẽ teo lại ha, và được bảo quản trong cái môi trường muối. Cái sản phẩm nó mình sẽ lấy ra và mình ngâm vào trong nước sạch, cái rong nó sẽ được căng nở trở lại. Thì trong quá trình mà bảo quản bên công ty là cái sản phẩm này là không có chất bảo quản, không có chất bảo quản nào khác ngoài muối cả. Thành ra khi ngâm thì mọi người lưu ý rằng để mà sử dụng là mình phải ngâm trong thời gian là 3 phút và mình phải thay 3 lần nước ngâm như vậy đó. Như vậy là mình phải ngâm và rửa trong vòng khoảng 10 phút đồng hồ thì sẽ ra được cái chất lượng rong sản phẩm như là rong tươi. Còn khi dùng thì mình có thể là ăn với các loại nước sốt như là sốt mè, rồi sốt mayonnaise, có thể làm gỏi, hoặc là điều đặc biệt đó là mình có thể là dùng cái rong này để mình nấu canh, mình là nấu lẩu rất là ngon. Rong nho sống ở vùng nước cạn và yên tĩnh hoặc trong các ao đầm và cả trong lòng trên dây treo ngoài biển. Việc trồng rong nho rất đơn giản, không phải cung cấp thức ăn cho cây, bởi rong nho hấp thu chất dinh dưỡng từ môi trường nước xuyên qua các nhánh và lá này để phát triển. Từ phần thân nhánh mọc ra các lá có hình tròn, đường kính khoảng 2mm như quả nho thu nhỏ. Rong nho thường phát triển nhanh trong điều kiện nuôi theo quy trình khép kín. Một đợt nuôi kéo dài từ 20 đến 30 ngày là có thể thu hoạch. Thời gian nuôi tốt nhất vào thời điểm có nắng, tránh mùa mưa vì nước biển sẽ bị loãng độ mặn. Sau khi thu hoạch, rong nho sẽ được tách nước sấy khô để có thể đảm bảo quy trình đóng gói. Rong nho được ngâm trong nước muối và thành phẩm với quy cách đóng hộp hoặc bịch từ 20 đến 100 gram. Nhờ đó, rong nho khô gọn nhẹ, dễ vận chuyển. Đặc biệt, rong nho tách nước có thời gian bảo quản lâu hơn so với rong nho tươi. Người dùng có thể sử dụng trong suốt 6 tháng chỉ cần bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.
Qua nghiên cứu thì công ty ra một cái sản phẩm dạng như hiện nay là công ty đang có cái sản phẩm sốt mè trong nho. Tức là trong cái thành phần sốt mè có thành phần trong nho trong đó. Thứ hai nữa là định hướng tới sẽ sấy khô trong nho này để làm bột dinh dưỡng cho bồi bổ sức khỏe cho người già và trẻ em cũng rất là tốt. Đó, hoặc là hiện nay bắt đầu đã nghiên cứu thành công cái những cái mỹ phẩm như là để cho chị em dưỡng da hoặc là tắm gội. Đó là những cái sản phẩm mà công ty đang nghiên cứu và đang hoàn thiện. Ngành nông nghiệp cũng đã làm việc với lại cái công ty sản xuất và trồng cái rong nho này, làm sao mà để chuyển giao cái công nghệ trồng cho bà con ngư dân ở trên địa bàn của các cái xã ven đầm Nại. Và đồng thời là ngành nông nghiệp cũng đã có cái bố trí một cái lượng quỹ đất về vấn đề các cái ao mà nuôi tôm kém hiệu quả trước đây, thì để rồi có cái hướng dẫn và tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng rong nho. Và trên cơ sở trồng rong nho này khoanh theo vùng và trồng theo quy trình trên cái cơ sở đảm bảo làm sao mà để cho cái công ty họ thu mua và đồng thời là họ sẽ xuất khẩu đi và được khẳng định cái thị trường trong nước và những cái đưa vào những các cái siêu thị. Và đồng thời là năm 2022 thì ngành nông nghiệp cũng đã có cái làm việc trực tiếp, và vừa rồi thì cũng đã đưa cái tất cả các cái sản phẩm rong nho vào để rồi chúng ta đánh giá về trình ô cốp năm 2022. Nuôi trồng rong nho mang lại giá trị kinh tế cao, ngoài việc góp phần đa dạng hóa các loài nuôi trồng thủy sản của các địa phương, rong nho còn giúp cải tạo môi trường ao nuôi một cách tự nhiên. Vì vậy, tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh phát triển diện tích sản xuất rong nho, nghiên cứu tuyển chọn các giống rong nho mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao hướng đến xuất khẩu. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Khoa học và Công nghệ kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.